Cô bé này mới ra đời 1 tháng rưỡi thì em đã mắc ho gà hơn nửa tháng. Bé quá nhỏ khiến các bác sĩ không thể nghĩ bé mắc ho gà nên đã điều trị viêm phổi cho bé. Em nghi viêm phổi thì em đưa đi bệnh viện khám thì chỉ là viêm tai mũi họng thôi, em lại về. Thế nhưng em thấy ho quá thì em lại ra bệnh viện lại khám, lúc đấy lại thành viêm phổi rồi. Em mới cho vào nhập viện vào sanh pôn, điều trị 5 ngày hết viêm phổi nhưng mà đằng cháu vẫn ho. Thế em mới bảo gặp trưởng khoa xem như nào, bác sĩ là nghi ho gà thì em mới sang đây xét nghiệm. Thì là nếu mà là dương tính thì em mới sang đây nhập viện. Trẻ chưa đủ tháng tiêm phòng dịch đã mắc ho gà. Trẻ đã tiêm phòng thủy đậu vẫn mắc dịch. Những diễn biến bất thường của dịch bệnh năm nay đã khiến các chuyên gia không khỏi đặt ra câu hỏi. Tại sao có sự bất thường này? Ho gà và thủy đậu đều không phải ở thời điểm mùa dịch nhưng vẫn phát triển mạnh. Khoa Nhi Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương luôn tiếp nhận những ca bệnh bất thường này hàng ngày. Có nhiều vấn đề làm chúng tôi suy nghĩ. Thứ nhất là xung quanh đất nước chúng ta thì là còn Lào, Campuchia, một số đất nước khác nữa. Cái vấn đề tức là mầm bệnh vẫn rầm dịch xung quanh đất nước chúng ta. Cái thứ hai là vấn đề du lịch nữa. Và cái thứ ba là nước ta là xứ nhiệt đới. Thì ra cái mầm bệnh nó có khả năng lưu hành rất là cao. Thế trong những năm vừa rồi tôi sợ rằng là nhân dân chúng ta đã chủ quan, đã không chú ý vào vấn đề tiêm chủng. Trong bối cảnh dịch viêm não Nhật Bản vẫn diễn biến bất thường, nhiều trường hợp biến chứng nặng nề, tiếp tục dịch bạch hầu khiến 3 người tử vong ở Bình Phước. Các ca mắc thủy đậu và ho gà xuất hiện rải rác ở phía Bắc. Điều này có biểu hiện sự bất thường gì trong việc thay đổi chu kỳ dịch hay không?